Chào cả nhà. Hello mọi người. Hôm nay là một buổi tối chủ nhật thì hy vọng là mọi người sẽ vào xem livestream của Hương Thật ở Đông Đủ nha. Hello, hello mọi người. Hello. Hello tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người nếu mọi người nhìn thấy livestream của Hương thì mọi người hãy comment cho Hương biết là mọi người đang xem livestream cùng Hương nha. Và Hương sẽ đọc comment của các bạn nha. Bây giờ Hương sẽ đọc tên một một vài bạn nha. Hello Khánh Huyền, xin chào Khánh Huyền. Hello bạn Yến Nhi nè, xin chào Yến Nhi nha. Chào bạn Hello Chí Gia Hưng, hello. Trời ơi, bên Việt làm top fan luôn. Mọi người ơi, mọi người hãy mau vào xem livestream của Hương đi. Tại vì mọi người biết sao không? Sắp sửa tới một ngày rất là quan trọng luôn, đó là ngày 20 tháng 10. Thì hôm nay á, Hương không biết là mọi người đã mua quà gì để chuẩn bị tặng cho mẹ mình và những người phụ nữ yêu thương của mình chưa? Nếu như mà các bạn chưa có mua quà hoặc là các bạn chưa có biết mua gì á thì nhất định là các bạn phải vào xem livestream cùng với Hương, bởi vì ngày hôm nay Hương sẽ gợi ý cho các bạn những món quà rất là ý nghĩa và giá cực kỳ ưu đãi luôn. Mọi người hãy vào xem livestream thật là đông nha. Và một điều quan trọng nữa đó chính là gì? Livestream nào của Hương thì cũng có quà hết đúng không nè. Ngày hôm nay Hương sẽ dành tặng rất rất không chỉ riêng một phần quà đâu mà rất là nhiều quà cho các bạn. Vì vậy mọi người hãy máu vào xem cùng với Hương và nhận quà nha. Hello bạn Yến Nhi nè. Chào chào bạn Trần Toàn, xin chào Việt. Bạn nào mà mình muốn nhận quà thì hãy vào coi livestream của Hương nha. Và nhớ là hãy chia sẻ livestream cho Hương nữa. Còn quà là gì thì Hương sẽ chuẩn bị bật mí đây. Sẽ bật mí rất là nhanh đây nha mọi người. Hello Hoàng Vy, em đang xem chị hả? Hello, hello em, hello Nguyễn Hương. Ok, thì sẵn tiện á thì mình nói về ngày 20 tháng 10 á và những cái quà tặng cho ngày 20 tháng 10 thì các bạn biết điều gì không? Thì hôm nay với tất cả tình yêu thương của Hương cùng với Lawrence Paris và Thế Giới Kim Food thì ngày hôm nay thì Hương sẽ mang đến cho mọi người rất là nhiều quà. Và các bạn biết không, Lawrence Paris là thương hiệu mỹ phẩm số 1 thế giới, mang trong mình sứ mệnh đem đến cái đẹp cho tất cả phụ nữ. Thế Giới Kim Food tự hào là Thế Giới Kim Food tự hào là đơn vị độc quyền mang đến mỹ phẩm Lawrence Paris với giá tốt nhất cho tất cả các bạn. Vì vậy nếu các bạn muốn mua sản phẩm của Lawrence Paris thì mình hãy đến ngay Thế Giới Kim Food để mình mua nha. Ok, thì các bạn ơi, các bạn hãy đặt câu hỏi cho Hương và nhớ chia sẻ livestream cho Hương. Thì bạn nào có câu hỏi hay nhất thì mình sẽ có quà. Và quà là gì thì Hương chuẩn bị bật mí đây. Hương xin gợi ý là quà rất là giá trị nha. Và các bạn chỉ cần làm hai bước. Bước 1 là các bạn hãy chia sẻ livestream này của Hương. Và bước thứ hai là các bạn hãy đặt câu hỏi cho Hương. Và câu hỏi nào hay nhất thì mình sẽ được nhận quà. Ok, hello bạn Loan Kim nè. Xin chào bạn La Ni Ngân. Chào Mai Phương Nguyễn nè. Hello bạn Tấn Phát nha. Ok mọi người có muốn biết quà là gì không? Bây giờ Hương sẽ bật quý quà nha, bật mí quà cho mọi người nha. Mọi người đã sẵn sàng để mình biết quà của ngày hôm nay là gì chưa? Rồi bây giờ Hương sẽ mang quà ra đây. Xà ra. Mọi người ơi, mọi người có thấy trên tay Hương đây là gì không nè? Đây. Đây, Hương xin cho mọi người xem nha. Đây chính là quà của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Lộc Đệ. Chị Hương đẹp quá hả? Đây, đây là một hộp hanbok nha mọi người. Và hộp hanbok này có giá là trị giá tới 2 triệu lần đó mọi người. Bạn nào mà có câu hỏi hay nhất và chia sẻ livestream này cho Hương thì mình sẽ được nhận ngay cái hộp này. Và bên trong đây, Hương sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Bên trong đó, thả ra. Đó chính là bốn chai serum của Lawrence Paris. Đây nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Phần quà của chúng ta nè. Hộp quà này trị giá tới 2 triệu lận. Và bạn nào đặt câu hỏi hay nhất và chia sẻ livestream thì mình sẽ nhận ngay hộp quà này nha mọi người. Ok, và các bạn ơi, các bạn hãy bắt đầu đặt câu hỏi cho Hương đi nha. Hello bạn Vi Trịnh. Hương vẫn đang đọc comment của mọi người cho nên là mọi người hãy đặt câu hỏi cho Hương nha. Ok, rồi bây giờ thì để khởi động livestream ngày hôm nay, Hương sẽ có một mini game nho nhỏ cho mọi người. Cái này thì rất là dễ chơi và dễ trúng nha mọi người, cực kỳ dễ chơi luôn. Bây giờ Hương sẽ cho mọi người xem 5 tấm hình tương ứng với lại 5 diễn viên rất là nổi tiếng. Và các
bạn chỉ cần làm một việc rất là đơn giản là các bạn hãy comment tuổi của những chị này ở dưới bình luận, đoán thử xem là bao nhiêu tuổi. Bạn nào mà đoán trúng thì mình sẽ nhận được quà. Quà của chúng ta là gì? Quà của chúng ta đó là gift card của thế giới King Food. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mini game nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Ok. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Hello Hoàng Quyên nè. Các bạn nào mà mình muốn được nhận quà không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mini game nha cả nhà. Rồi, bây giờ Hương sẽ cho các bạn xem. Mọi người đợi Hương một chút xíu. Đây, tấm hình đầu tiên. Tấm hình đầu tiên. Đây, các bạn không biết các bạn thấy rõ không? Hương sẽ để ở màn hình, để ở phía bên này để cho các bạn xem rõ hơn nha. Tại vì nhiều khi điện thoại Hương hơi nhỏ đó. Đây, tấm hình đầu tiên. Đây, Hương xin giới thiệu các bạn, đây là diễn viên Emma Watson. Nếu mà bạn nào có xem Harry Potter thì chắc chắn là các bạn sẽ biết chị ấy. Và các bạn hãy đoán giùm Hương là chị ấy bao nhiêu tuổi. Bạn nào đoán trúng thì mình sẽ nhận được quà. Các bạn hãy comment đi, thật là nhanh nha. Thì Hương nhìn nhìn hình này thì Hương đoán, Hương sẽ đoán cùng với mọi người nha. Hương nghĩ thì chị ấy khoảng tầm 20 bằng tuổi Hương, hoặc lớn hơn một chút xíu, tầm khoảng chừng 27 tuổi đó mọi người. 27 tuổi đúng không ta? Mọi người thì nghĩ là bao nhiêu tuổi? Mọi người hãy comment cho Hương đi. Ok, thì bây giờ Hương sẽ đọc comment của mọi người nha. Ok, các bạn nào biết không? Các bạn nào biết chị Emma Watson bao nhiêu tuổi không? Đâu, để Hương coi coi là có bạn nào comment, có bạn nào đoán chưa? Bạn Minh Thư đoán là chưa đúng. Minh Thư ơi, chưa đúng Minh Thư. Ít chưa là các bạn ít chưa là Hương nghĩ là các bạn là fan của chị Emma Watson rất là nhiều, cho nên là các bạn biết tuổi hơn là Hương đúng không? Thì thực ra lúc mà Hương nhìn hình của chị Emma Watson thì Hương nghĩ chị ấy tầm 27 thôi, nhưng mà thật ra tuổi thật của chị ấy là 30 tuổi nha mọi người. Cái này Hương cũng mới biết thôi. 30 nha mọi người. Tuấn Trần đoán là 20 nè, đúng rồi. Các bạn thấy là rõ ràng là trẻ hơn tuổi rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình sẽ đến với tấm hình thứ hai nha mọi người. Và các bạn tiếp tục đoán giùm Hương nha. Ok, đây bức hình thứ hai của chúng ta. Đây là tấm hình của chị ca sĩ Hương rất là thích, chị Taylor Swift. Chị hát rất là nhiều bài hay, rất là fan cuồng đó mọi người. Và các bạn hãy đoán giùm Hương là chị Taylor Swift năm nay bao nhiêu tuổi nha. Cái này thì Hương biết và Hương sẽ để ý cho các bạn một chút xíu. Chị rất là đẹp đúng không? Các bạn đoán thử xem là chị Taylor Swift bao nhiêu tuổi nha. Ok, thôi các bạn ơi, các bạn có thể để tên chị đó cho Hương để Hương Hương đọc, Hương không có bị lộn, không có bị lộn với lại những hình khác á. Hiệu Diệu Hương em đoán 30, Tuấn Trần lúc nào cũng 20 ha. Tuấn Trần dễ thương quá, đoán ai cũng 20 tuổi hết trơn hết á. Ok thì thôi Hương xin phép được nói luôn nha, thì chị Taylor Swift thật sự ra các bạn nhìn chị rất là trẻ, nhưng mà năm nay chị đã 31 tuổi rồi đó mọi người. Thật sự là không tin được đúng không? Trẻ hơn tuổi, trẻ hơn hình rất là nhiều luôn á mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đến với đất nước Hàn Quốc. Bây giờ mình sẽ đoán tên một nữ diễn viên Hàn Quốc nha. Đây. Đây là chị Song Ji-hoo, Song Ji-hyo. Hơi đọc tiếng Hàn hơi dở, Song Ji-hyo nha mọi người. Nếu mà bạn nào có xem Running Man thì chắc là các bạn sẽ biết chị đúng không? Chị rất là dễ thương, rất là vui tính. Và bây giờ các bạn hãy đoán giùm Hương là chị bao nhiêu tuổi. Cái này rất là khó nè. Thật sự luôn là Hương cũng không biết luôn đó mọi người à. Hương không đoán được luôn. Nhìn chị thì Hương nghĩ là tầm đâu khoảng tầm 27, 28, 29 gì thôi. Trời, nhưng mà các bạn mà biết tuổi thật thì các bạn hết hồn liền. Các bạn nào đoán được không ạ? Các bạn đoán 28, các bạn Phi Nguyễn đoán là 25 tuổi. Nhưng mà các bạn biết không? Chị Song Ji-hyo năm nay đã 39 tuổi rồi đó mọi người, sợ chưa? Thật sự là chị hắc tuổi kinh khủng luôn, Hương không thể tin được luôn á mọi người. Hương đọc đáp án mà Hương không tin được luôn á. Hương không tin vào mắt mình luôn. Chị Song Ji-hyo đã 39 tuổi rồi, thật sự là khó đoán được đúng không mọi người? Và bây giờ là tấm hình cuối cùng. Và đây là cơ hội cuối cùng để các bạn trúng được gift card nha. Bây giờ Hương sẽ mở tấm hình cuối cùng nha mọi người. Mọi người để Hương xíu đây. Tấm hình cuối cùng. Ủa, chưa, còn hai hình lận, Hương nhầm. Đây là chị Song Ji-hyo. Đây, ở góc màn hình Hương sẽ hiện ra nè. Và các bạn hãy đoán xem là chị ấy bao nhiêu tuổi nha.
Thật sự ra là cũng cái này cũng rất là khó đoán luôn á. Hồi nãy giờ Hương nhìn ai thì Hương cũng nghĩ là tầm 27, 25, 20 thôi. Tại vì nhìn ai cũng rất là trẻ đẹp. Nhưng mà các bạn biết không, chị, các bạn thử đoán xem là chị Son Hye Kyo bao nhiêu tuổi rồi. Các bạn nào mà coi Hậu Duệ Mặt Trời là chắc cũng biết đúng không? Cũng biết chị ấy đúng không nè. Chị Son Hye Kyo của chúng ta năm nay đã 39 tuổi rồi đó mọi người ơi. Thật sự luôn là U40 mà nhìn không ra đúng không mọi người? Thật sự rất rất là trẻ luôn. Thật sự là Hương ước gì Hương đến cái tuổi đó Hương vẫn được như vậy đó. Khó đoán kinh khủng luôn. Mà Hương thấy cũng có nhiều bạn đoán trúng đó, cho nên là yên tâm là bạn nào đoán trúng thì mình sẽ được nhận gift card nha. Cuối livestream này Hương sẽ công bố, cho nên mọi người hãy tiếp tục theo dõi, bởi vì trong livestream này có rất là nhiều quà dành tặng cho mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ đến với tấm hình cuối cùng. Đây là tấm hình cuối cùng thật nè. Rồi đây, Hương sẽ cho mọi người xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ bay một chút xíu từ Hàn Quốc qua Mỹ nha mọi người. À, đây là chị Angelina Jolie. Đó, các bạn hãy đoán xem là chị ấy bao nhiêu tuổi. À, cái này là không nghĩ là đây là cái tấm hình mà khó đoán nhất từ nãy tới giờ luôn đó mọi người ơi. Nếu mà các bạn nào có coi phim Má Lệ đó, chị Má Lệ đó, thì các bạn sẽ biết chị ấy, chị rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì tiên hắc ám đó mọi người, hay mà mình còn gọi vui là chị Mã Lệ đó. Bây giờ các bạn hãy đoán xem là chị ấy bao nhiêu tuổi nha. Cái này là khó đoán nhất từ hồi nãy tới giờ luôn. Thật sự Hương không đoán được luôn. Các bạn đoán giùm Hương nha. Bạn nào mà đoán trúng thì mình sẽ được tặng gift card mua hàng tại Thế Giới Kim Food nha mọi người. Rất là hấp dẫn đó. Và bạn nào mà mình muốn mà mua mỹ phẩm tặng cho những người phụ nữ yêu thương của mình thì mình hãy nhất định là phải tham gia mini game của Hương, để khi mình sẽ có gift card mà mình mua quà. Ok. À, không mọi người, à 35, có người đoán 35 nè, các bạn đoán 20 nè, Lan Kim đoán là 35. Nhưng mà mọi người biết gì không? Một một cái tin rất là sốc cho mọi người luôn là chị Angelina Jolie năm nay là 45 tuổi rồi đó mọi người. 45 tuổi đó. Hồi nãy giờ Hương nhìn cái hình là Hương nghĩ chị ấy tầm khoảng độ 30 là maximum rồi, nhưng mà thật sự là 45 tuổi là quá sức trẻ hơn so với nói chung là trẻ hơn với tuổi thật rất là nhiều luôn. Ok, thì chắc là mini game của chúng ta sẽ kết thúc tại đây đi. Bây giờ các bạn, Hương không có nhận câu trả lời nữa nha, mình sẽ chuẩn bị cho một điều đặc biệt chuẩn bị xuất hiện đây. Mọi người biết sao không? Chắc là ai á, là những các bạn nào, bạn nữ nào mà đang theo dõi livestream của Hương đều mong muốn là mình sẽ có một làn da đẹp nè, một cái vẻ ngoài hắc tuổi giống như là những chị hồi nãy tới giờ Hương là đã chơi mini game cho mọi người đúng không? Vì vậy ngày hôm nay là Hương rất là vinh dự được mời đến một nhân vật rất là đặc biệt, sẽ giúp cho các bạn phải nói là sao ta, có những cái cách để mà mình làm cho mình luôn luôn trẻ, và những cách chăm sóc da cực kỳ hay ho luôn. Và đây xin giới thiệu với mọi người bác sĩ Tuyên. Ok, thì bây giờ mình sẽ nghe bác sĩ giới thiệu một chút xíu nha. Xin chào mọi người, chào Hương. Tôi là bác sĩ Tuyền, là bác sĩ chuyên khoa da liễu. Hôm nay tôi đến đây để tư vấn cũng như là chia sẻ một số bí quyết để chúng ta có một làn da mịn màng và tươi sáng hơn. Dạ bác sĩ ơi, thì hồi nãy á, lúc mà bác sĩ chưa chưa đến á, thì em với các bạn có chơi một cái mini game nho nhỏ là đoán tuổi của các chị diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Thì thật sự ra thì em thấy là ai cũng nhìn rất là kiểu trẻ hơn tuổi thật rất là nhiều luôn á. Vậy thì hôm nay thì em có thể được nghe bác sĩ tư vấn những cái cách mà để giúp em của em và các bạn đang theo dõi livestream cũng có thể có một cái vẻ ngoài mà trẻ đẹp như vậy không ạ? À, được chứ. Thì trước hết thì bác muốn hỏi Hương là hàng ngày Hương sử dụng những cái sản phẩm nào để chăm sóc làn da của mình? Dạ thì sẵn share với mọi người luôn, thì thật sự ra là những cái cách mà skincare của Hương thì cũng khá đơn giản thôi. Một dạo một ngày thì em về thì em sẽ phiên là tẩy trang, xong rồi em sẽ dùng sữa rửa mặt để rửa, sau đó là dùng toner để gọi là cân bằng da, và sau đó là sẽ sử dụng serum vitamin C để trắng da, và cuối cùng là dùng kem dưỡng. Thì với những cái thông tin mà Hương chia sẻ thì bác nhận thấy là điều mà Hương quan tâm nhất ở làn da của mình đó chính là cái độ mịn màng, căng bóng như kiểu da Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi, em mê cái kiểu mà da giống như là mấy chị Umi Hàn lắm. Thì đó cũng là vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ trạc tuổi Hương quan tâm và Dạ. hay hỏi bác sĩ. Dạ.
Dạ, bác sĩ ơi, em rất là thích cái làn da của mình kiểu giống như là căng như da em bé vậy á. Nhưng mà dạo này em để ý giống như kiểu như là không biết em có bị già không nữa. Nhưng mà ý là bây giờ em mới có 25 tuổi thôi mà lâu lâu em soi gương ấy, em cảm thấy giống như là con mắt của em nó có mấy cái vết chân chim á, nó xuất hiện á. Em cảm thấy em thật là già. Không biết là Hương cũng như là những bạn đang xem livestream ở đây thì có sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da mà chống lão hóa hay không? Thì cái này cũng chia sẻ thật với lại bác sĩ với lại các bạn luôn là Hương cũng là một kiểu rất là lười skin care, mà với lại em cũng hay nghĩ là kiểu như cái tuổi 25 với em là chắc là chưa già đâu, gần tới 30 rồi mình chăm sóc cũng được, đúng không bác sĩ? Thật ra thì chống lão hóa thì chúng ta nên chống từ 25 tuổi nhưng mà tốt nhất là nên chống lão hóa từ 20 tuổi. Bởi vì theo thời gian thì cái lượng HA và collagen ở da của chúng ta nó sẽ giảm dần. Điều này thì dẫn đến quá trình lão hóa làm xuất hiện những cái biểu hiện mà giống như Hương vừa nói, đó chính là những cái nếp nhăn nè, vết chân chim, thậm chí là những cái đốm không đều màu nữa. Vì thế mà để có một cái làn da mà trắng sáng, căng bóng thì đòi hỏi chúng ta phải bổ sung những cái sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa càng sớm càng tốt. Em hiểu rồi. Bác sĩ, hồi nãy em có nghe bác sĩ nói là về cách người ta HA đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ thì em dạo này em cũng hay nghe là mấy anh chị kiểu làm vlog mà skin care với chăm sóc da đó thì cũng có nhắc về HA, mà em thiệt sự là em chưa có rành về cái chất đó cho lắm, thì bác sĩ có thể giải thích cho em cũng như là các bạn đang xem livestream về HA được không ạ? Thì HA là viết tắt của từ hyaluronic acid, hay còn gọi cái tên khác là trong suốt như thủy tinh á, thì nó là một cái phân tử đường lớn. Cái cấu trúc hóa học, cái tên hóa học của nó là polysaccharide. Thì khối lượng phân tử của nó tầm khoảng 600.000 cho đến 1 triệu Dalton, trong khi những cái phân tử bình thường thì tầm khoảng 340 Dalton thôi. Thì với cái cấu trúc đặc biệt như vậy thì giúp cho HA có một khả năng giữ nước cực kỳ lớn. Chỉ cần 1 gam HA là có thể giữ được 6 lít nước. Thật sự là rất là kỳ diệu, 1 gam luôn bác sĩ mà giữ được 6 lít nước. Đúng rồi. Thật sự là nghe rất là hấp dẫn luôn mọi người. Nếu như mà mọi người mà đang muốn có một cái làn da gọi là căng bóng mà nhất định là mình phải bổ sung HA, đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Và một điều đặc biệt nữa là trong cơ thể chúng ta thì hầu hết mọi tế bào đều có chứa HA. Tuy nhiên với nồng độ cao thì HA được tìm thấy ở một số cơ quan đặc biệt như là xương nè, cơ nè, rồi đặc biệt là da, rồi môi, mắt, vân vân. Cho nên là HA được rất là nhiều chuyên gia vận dụng đưa vào trong những cái sản phẩm dưỡng da hoặc là những cái thực phẩm chức năng nhằm tăng cường lượng collagen ở da của chúng ta. Bác sĩ, nhưng mà em đang thắc mắc là giống như HA thì là mình có một loại HA hay là mình sẽ có nhiều loại HA? Thì HA thì gồm có 3 loại. Loại đầu tiên thì có khối lượng phân tử lớn nhất gọi là HA nguyên phân. Vì khối lượng phân tử lớn cho nên là nó không thể nào mà thẩm thấu qua da được, cho nên nó nằm ở tại lớp biểu bì. Vai trò của nó giống như là một cái lớp màng ẩm trên da của chúng ta, hay còn gọi là kiểu khóa ẩm. Loại thứ hai thì có khối lượng phân tử nhỏ hơn gọi là HA vi phân, thì nó có thể thẩm thấu qua da và cấp ẩm lâu dài cho làn da, giúp cho da có thể ngậm nước tốt hơn. Còn loại thứ ba thì có khối lượng phân tử nhỏ nhất gọi là HA vi nang, thì vì là khối lượng phân tử nó nhỏ cho nên là nó có thể thẩm thấu qua da đến tận lớp đáy của lớp biểu bì, giúp cho da chúng ta được cấp ẩm sâu hơn. Em hiểu rồi. Thật sự là nghe bác sĩ nói thì em thấy HA kiểu siêu thần kỳ luôn á bác sĩ. Thì bác sĩ có thể nào mà nói thì chắc là các bạn đang theo dõi livestream thì mình cũng sẽ chưa có hình dung được, đúng không? Thì em cũng thực sự là em cũng chưa có hình dung được cho lắm, nên là bác sĩ có thể nào mà cho em một cái với các bạn một cái gì đó để mà mình hình dung về cái chất HA này được không ạ? Thì để nói ngắn gọn về cái cơ chế hoạt động của HA thì hôm nay bác có mang đến một cái thí nghiệm nho nhỏ gọi là thí nghiệm bông xốp để mọi người cũng như là Hương có thể hình dung rõ hơn được cơ chế hoạt động của HA. Thì ở đây bác có một cái bông mút có chứa nước, tượng trưng cho cái phân tử HA có khối lượng phân tử lớn và cái khả năng giữ nước của nó. Còn cái tấm vải ở đây thì tượng trưng cho làn da của chúng ta. Do là khối lượng phân tử của HA lớn cho nên là không thể thẩm thấu qua da được. Nhưng mà tác dụng của nó là giúp da có thể hút nước được tốt hơn. Còn đối với những cái phân tử HA mà nãy bác kể, trong những cái loại có khối lượng phân tử nhỏ hơn thì nó có thể thẩm thấu qua da và giúp cho da hút nước tốt hơn, giúp cấp ẩm sâu cho làn da. Rồi, hiểu rồi. Rất là hay, rất là thần kỳ đúng không mọi người? Thật sự là nghe thích vô cùng luôn á. Thì bây giờ sẵn được bác sĩ chia sẻ về HA này thì Hương cũng muốn mang đến cho mọi người một cơ hội để mà mình nhận được quà. Và mình sẽ chơi gọi là một cái game nhỏ, gọi là hỏi đáp vui thôi.
À, nhưng mà trước khi mà tới với lại cái mini game nho nhỏ này á, thì Hương xin phép được đọc một câu hỏi, một hai câu hỏi của các bạn để mình giao lưu với nhau và sẵn cho bác sĩ trả lời trước nha. À, bác sĩ ơi, ví dụ như em có thấy bạn này hỏi hay lắm nè. À, là có bạn hỏi á, là bạn Thanh Vân hỏi bác sĩ là khi nào thì nên chống lão hóa da ạ bác sĩ? Một câu hỏi rất là hay. Chào bạn Thanh Vân, thì chống lão hóa da như lúc nãy bác đã chia sẻ thì nên chống càng sớm càng tốt, từ độ tuổi 20. Bởi vì theo thời gian thì cái lượng HA và collagen ở da của chúng ta thì nó sẽ giảm dần, chứ không đợi tới cái khi mà xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa thì mới bắt đầu chống lão hóa. Dạ rồi. Dạ thì cảm ơn Thanh Vân đã đặt câu hỏi nha. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đến với mini game đi mọi người ơi. Xin phép Hương sẽ được đặt cái tô này xuống nha. Rồi, cảm ơn Thanh Vân rất là nhiều vì đã đặt câu hỏi. Và bạn nào mà mình có những câu hỏi hay như vậy thì mình hãy đặt đi. Tại vì sao? Bạn nào đặt câu hỏi là sẽ có cơ hội nhận được chiếc handbox trị giá 2 triệu này lận đó mọi người. Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội nhận quà siêu khủng như vậy nha. Mình đặt nhiều câu hỏi đi, càng nhiều càng tốt. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với câu hỏi của Hương dành tặng cho mọi người. Và các bạn nào mà mình đoán đúng thì mình sẽ được nhận gift card của Thế Giới King Food nha mọi người. Và bây giờ thì Hương sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ bắt đầu đọc câu hỏi và các bạn sẽ trả lời cho Hương đáp án chính xác thôi. Có nghĩa là ví dụ như A đúng thì các bạn để chữ A, B đúng thì để chữ B, vậy thôi, rất là đơn giản. Bây giờ Hương sẽ đọc câu hỏi nha. À, và nhớ kèm theo hashtag HA Serum giùm Hương. Hương sẽ ghim cái thể loại ở livestream của Hương, sau đó các bạn chỉ cần làm y chang như vậy là được. Hashtag HA Serum cộng đáp án đúng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này rất là dễ ẹt luôn. Hồi nãy là Hương nhấn mạnh rất là nhiều lần luôn á. Bây giờ Hương chỉ cần chỉ hỏi lại mọi người để mọi người chúng qua thôi. Câu hỏi của chúng ta sẽ là các bạn đã nghe rõ chưa? 1 gram HA có thể giữ được bao nhiêu lít nước? Hương xin nhắc lại, 1 gram HA có thể giữ được bao nhiêu lít nước? Đáp án A là 4, đáp án B là 6 và đáp án C là 10. Cái này dễ đúng không? Dễ, rất dễ luôn. Bây giờ Hương sẽ cho các bạn tầm độ 1 phút để các bạn trả lời. Sau đó Hương sẽ công bố đáp án và đọc câu hỏi tiếp theo nha. Hương xin nhắc lại là 1 gram HA có thể giữ được bao nhiêu lít nước? Đáp án A là 4, đáp án B là 6 và đáp án C là 10. Bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi này để cho các bạn biết rồi giải thích luôn. Nhưng mà ý là bây giờ các bạn hãy nhanh nhanh lên đi. Bây giờ mình chỉ có 1 phút để mình sẽ trả lời câu hỏi này thôi. Comment chữ thôi nha mọi người. Nhưng mà nhớ theo hashtag HA Serum giùm Hương. HA Serum, hashtag khoảng cách thì cộng gì cũng được hết. A, B hoặc C rất dễ. Bạn nào mà comment đúng thì mình sẽ được nhận gift card đến từ Thế Giới Skin Food nha mọi người. Thương xin nhắc lại nha mọi người là mình chỉ cần comment chữ thôi. Nếu mà bạn nào nhớ kèm cho hashtag HA Serum để cho hợp lệ nha mọi người. Ok, bây giờ Hương sẽ nhận câu hỏi. Tầm độ 30 giây Hương sẽ không có nhận đáp án nữa. Bây giờ Hương sẽ công bố luôn nha. Cái câu hỏi là có trên màn hình, các bạn có thể theo dõi luôn. Hashtag giùm Hương nữa nha mọi người yêu dấu ơi. Đúng rồi nè, bạn Nga Moon đúng rồi nè. Ok. Thôi được rồi, bây giờ Hương sẽ không nhận đáp án nữa. Bây giờ bác sĩ sẽ công bố đáp án đúng để cho mọi người biết nha. Thì lúc nãy bác đã có chia sẻ rồi, thì HA có một khả năng giữ nước cực kỳ lớn. 1 gram HA có thể giữ được 6 lít nước. Dạ, vậy là đáp án B là đáp án chính xác của chúng ta. Bạn nào chọn đáp án B là đúng. Và nhớ kèm với hashtag sẽ được nhận ngay gift card đến từ Thế Giới Skin Food. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai, các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi này nó dễ lắm nè, dễ vô cùng luôn. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Câu hỏi của chúng ta là có bao nhiêu loại HA? Nếu mà hồi nãy các bạn có nghe bác sĩ tư vấn thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Đáp án A là 2, đáp án B là 4 và đáp án C là 3. Hương xin nhắc lại, có bao nhiêu loại HA? Đáp án A là 2, đáp án A là 2, đáp án B là 4 và đáp án C là 3 nha mọi người. Câu hỏi thì có hiện ở màn hình đó, kèm theo hashtag HA Serum giùm Hương nha. Kèm theo hashtag giùm Hương nha, cả nhà yêu dấu. Sau khi mà xong câu hỏi này mình sẽ đặt câu hỏi của các bạn. Ok. Nhớ kèm theo hashtag giùm Hương. Bây giờ Hương sẽ cho các bạn một ít giây để mà mình trả lời thật là nhanh nha. Rất là dễ thôi, có bao nhiêu loại HA, câu này dễ quá đúng không? Siêu dễ luôn đó cả nhà ơi. Có bao nhiêu loại nha? A, B hoặc C.
A là 2, B là 4 và C là 3. Hương gợi ý nha. Có cần Hương gợi ý không mọi người? Hương gợi ý chút xíu cho mọi người nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ viết đáp án ngay sau đây luôn. Dạ xin mời bác sĩ ạ. Thì HA gồm có 3 loại, đó chính là HA nguyên phân, vi phân và vi nang. Vậy là đáp án đúng là đáp án C đúng không bác sĩ? Đúng rồi. 3 loại nha mọi người. Ok, bây giờ mình đã viết câu trả lời của hai câu hỏi rồi. Bây giờ mình sẽ đến với phần đặt câu hỏi của các bạn. Các bạn gửi về rất là nhiều câu hỏi hay và bây giờ mình sẽ cùng giải đáp từng câu hỏi một nha. Rồi, bây giờ em thấy có một bạn hỏi rất là hay nè. Bạn này chắc là đang đi học. Hương cũng chuẩn bị đóng phim mới, Hương cũng đi học với bạn á. Thì câu hỏi của bạn đó là: em 17 tuổi thì có nên bắt đầu chống lão hóa không bác sĩ? Thì như lúc nãy bác chia sẻ thì quá trình chống lão hóa thì nên càng sớm càng tốt, nhất là từ độ tuổi 20, cho nên là nên chống từ độ tuổi 20 trở đi. Vậy là 17 tuổi á, thì mình chưa cần chống liền đâu, nhưng mà nhớ là 20 thì mình bắt đầu mình chống lão hóa là được rồi. Đó, thì câu hỏi rất là hay, xin cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này cũng hay không kém luôn. Câu hỏi này là: con trai có bị mất HA không thưa bác sĩ? Thì khi già đi. Khi già đi, em lộn. Thì dù là nam hay nữ thì theo thời gian thì lượng HA trong cơ thể nó cũng giảm dần, cho nên chúng ta cần phải bổ sung những cái sản phẩm mà có chứa HA để dưỡng da. Nói chung là nam hay nữ gì mà miễn mình thích đẹp, mình yêu cái đẹp là mình phải bổ sung HA đúng không bác sĩ? Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần tiếp theo nha mọi người. Mọi người cũng có thể bây giờ nếu mà mọi người muốn trả lời thì mọi người có thể comment nữa, hoặc là nếu mà mọi người có câu hỏi gì mà hay ho nữa cho Hương với bác sĩ Tuyền thì mọi người hãy đặt ở dưới phần comment để Hương có thể đặt câu hỏi của các bạn lên. Và mỗi cái lần mà các bạn được đặt câu hỏi lên thì cơ hội các bạn trúng quà thì rất là cao luôn đó mọi người. Thì bây giờ hồi nãy giờ em và các bạn được bác sĩ tư vấn về HA thì thật sự là em cảm thấy HA nó là một cái chất gọi là kỳ diệu vô cùng luôn. Nó giúp cho mình mà gọi là trẻ mãi không già. Cho nên là bây giờ bác sĩ có thể nào chia sẻ cho em và các bạn đang xem livestream một cái sản phẩm nào đó có HA được không ạ? Thì hôm nay tới đây thì cũng nhân dịp là sắp tới ngày 20 tháng 10, cho nên là bác có mang một cái món quà nho nhỏ dành tặng cho Hương. Và bác cũng gợi ý luôn, đây là cái sản phẩm mà dạo gần đây bác thường gợi ý cho mọi người sử dụng. Trời ơi, thích quá, mình có quà. Mọi người ơi, chưa tới 20 tháng 10 mà Hương đã có quà rồi. Đây, tặng cho Hương. Trời ơi, thích quá à. Đây mọi người ơi, đây là một bộ sản phẩm đến từ Lawrence Paris nha mọi người. Serum. Serum đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Dạ, thì bác sĩ ơi, để em xem một chút xíu nha. Em nhìn sơ sơ qua sản phẩm một chút xíu nha, đây cho mọi người xem luôn. Đây, em thấy có cái chai này hay quá nè. Để em lấy ra. Thật khó lấy quá. Thấy có thẳng một chai trên này thì em sẽ phép lấy lên trên này nha. Dạ. Đây mọi người ơi, thì em rất là ấn tượng với cái chai này. Bởi vì sao mọi người biết không? Tại vì trên này có ghi là 1,5% hyaluronic acid là HA đó mọi người. Không đọc hơi dở, xin lỗi mọi người. Đây, serum 1,5%. Vậy thì bác sĩ có thể cho em và các bạn biết cái thông số 1,5% này có nghĩa là gì được không ạ? Khi mà nhìn trên cái nhãn chai thì chắc hẳn là Hương với lại những bạn đang xem livestream ở đây cũng phần nào đoán được thành phần của cái chai serum này, đó chính là hyaluronic acid 1,5%. Thì với 1,5% HA nguyên chất thì trong đó có chứa 1% HA vi phân giúp dưỡng ẩm và cấp ẩm sâu cho làn da, và 0,5% HA nguyên phân nó đóng vai trò như là một cái lớp màng ẩm để cấp ẩm tức thì cho làn da. Thì theo bác thấy thì đây là một cái sản phẩm mà nó có hàm lượng HA cao nhất đến từ L'Oréal Paris. Ok, dạ em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trời, nhìn rất là nhìn chai rất là đẹp luôn, và 1,5%. Bây giờ thì bác sĩ em rất là muốn được test thử á. Để em có thể test được không ạ? Được. Đây sẵn đây thì các bạn cũng đã nghe về HA rồi và các bạn cũng thấy sản phẩm này là có 1,5% HA, cho nên bây giờ mình sẽ cùng nhau mình test thử sản phẩm này nha. Chắc là bác sẽ đo độ ẩm ở trên da tay của Hương trước khi mà mình test. Tay Hương hiện tại là đang không có gì đó mọi người ạ. Cái tay không có gì hết. Ở tại vị trí này nha. Dạ. Thì
khi mà da Hương không có gì thì độ ẩm sẽ là 19%. Dạ. Ừ. Bây giờ là Hương cho thác A lên trên tay. Dạ. Rồi, Hương xin phép được được test sản phẩm coi cho mọi người xem nha. Hương sẽ nhỏ một giọt lên tay. Sau đó là em massage đều đúng không ạ? Nhẹ nhàng thôi. Sau khoảng 30 giây thì mình sẽ đo lại. Trời ơi, rất là thích luôn đó mọi người. Và cảm giác thì sản phẩm này thấm rất là nhanh và rất là mát luôn. Thích quá à. Rất là mướt luôn nè mọi người. Mình sẽ massage nhẹ nhàng nha. Và sau khi mà massage xong là mình sẽ đo lại đúng không bác sĩ? Ừ. Hương có thể vỗ nhẹ cho nó thẩm thấu đều. Dạ. Trời ơi, rất là thích luôn đó mọi người ơi. Và cảm giác giống như là sản phẩm này trong suốt đó mọi người. Thấm cực kỳ nhanh luôn à. Và tay Hương cảm giác giống như là sống lại, da đỡ khô hẳn, hồi nãy giờ ngồi hơi khô, bây giờ đỡ khô hẳn luôn đó. Mà không biết độ ẩm thì sẽ như thế nào, cho nên bây giờ mình sẽ, đã được chứ bác sĩ? Ừ, mình sẽ dùng máy để mình test lại nha. Mình test tại cái vị trí lúc nãy luôn nha. Dạ. Hương có nhớ lúc đầu là nó bao nhiêu phần trăm không? Là 19%, 19%. Đúng rồi. Em nhớ rồi, 19%. Còn bây giờ nó là 72%. Wow. Trời ơi, mọi người ơi, thì ra là da Hương khô giả man. Da tay Hương khô giả man luôn á. Và từ 19% mà lên tới 72% thì mọi người cũng thấy là đó là một cái gọi là quá sức là cấp ẩm luôn đó mọi người ơi. Không, bây giờ Hương mới phát hiện ra là da Hương khô quá. Có 19% thôi. Và mọi người ơi, bây giờ Hương xin được chia sẻ với mọi người một chút xíu về deal 20 tháng 10 đến từ Thế Giới Skin Food nha, trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục với livestream. Ok, thì bây giờ Hương sẽ chia sẻ với mọi người một chút xíu thông tin là nhân ngày 20 tháng 10 thì khi các bạn mua một serum Lawrence A thì các bạn sẽ được tặng một áo thun và một mặt nạ, và giá giảm từ 618.000 giảm chỉ còn có 429.000 thôi đó các bạn ơi, rất là rẻ và còn được tặng thêm quà nữa. Và ngoài ra thì Hương xin được chia sẻ thêm nữa là khi các bạn mua hai sản phẩm makeup thì các bạn sẽ được tặng ngay một son, và mua một kem dưỡng hoặc một serum bất kỳ thì mình sẽ được tặng ngay một áo thun Lauren. Và tiếp theo là khi các bạn mua hai sản phẩm chăm sóc tóc thì các bạn sẽ được tặng ngay một gel nhuộm tóc, áp dụng từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 10 thôi đó mọi người. 20 tháng 10 là không áp dụng nữa rồi, tại vì 20 tháng 10 là mình tặng quà đúng không? Cho nên là các bạn hãy nhanh tay mình đến ngay Thế Giới Skin Food để mình mua quà tặng ngay cho những người phụ nữ yêu thương của mình và tặng cho mẹ mình nữa nha. Trời ơi, thích quá, nhất định là các bạn phải mua thử một sản phẩm serum của Lauren để mà mình trải nghiệm thử, tại vì mình thấy rất là thích luôn á. Ok, và bây giờ mình sẽ đến với những cái chia sẻ về sản phẩm tiếp theo nha. Mà bác sĩ ơi, em có một cái thắc mắc nho nhỏ là tại sao phải là 1,5% HA ạ? Ừ, thì trong cơ thể chúng ta tùy những cái bộ phận khác nhau mà cái hàm lượng HA nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên theo một số nghiên cứu thì với cái nồng độ mà 1,5% thì là vừa đủ cho da của chúng ta. Khi mà nồng độ quá cao thì sẽ gây ra cái hiện tượng gọi là thẩm thấu ngược. Yeah. Bởi vì thử tưởng tượng là HA nó giống như một cái miếng hút ẩm, nó hút ẩm từ môi trường bên ngoài và từ những cái tầng bên dưới của da. Nếu mà nồng độ quá cao thì nó sẽ hút nước ngược từ những cái mô liên kết của da và làm cho da bị khô hơn. Em hiểu rồi. Dạ. Thì thật sự là hồi nãy á, thì khi mà các bạn mà thấy Hương test bằng tay á, thì chắc các bạn cũng thể chưa có hình dung được cái tác dụng thần kỳ của HA này. Cho nên ngày hôm nay á, Hương và bác sĩ Tuyền sẽ mang đến cho các bạn một cái thí nghiệm nho nhỏ trong livestream này, như là một cái nghiên cứu khoa học đó mọi người ơi, một cái test rất là vui. Và bây giờ thì mình sẽ nghe bác sĩ chia sẻ là sẽ là test gì nha. Thì cái thí nghiệm này gọi là thí nghiệm hạt nở. Thì ở đây là bác sẽ có hai cái ống nghiệm chứa hạt nở, một bên thì bác sẽ cho nước vào, còn một bên thì sẽ cho HA 1,5% vào. Thì sau đó khoảng chắc là 3 giờ thì cái hạt nở nó nở lên, thì mọi người cũng như là Hương thử đoán xem là ống nghiệm nào sẽ chứa HA và ống nghiệm nào sẽ chứa nước nha. Chắc là Hương giúp bác cho HA 1,5% vào ống nghiệm này nha. 3 giờ đó mọi người, vậy là livestream mình sẽ kéo dài 4 giờ nha. Không có giỡn á. Không có tới 4 tiếng đâu. Ok, thì bây giờ Hương sẽ cho sản phẩm và serum Lawrence vào trong ống nghiệm nha mọi người. Trời ơi, Hương hồi nhỏ Hương đi học cũng thích mấy cái này lắm mọi người ơi.
mà có thì Hương học chốt quá nên là Hương không có được làm bác sĩ. Rồi bây giờ mình sẽ nhỏ vào đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Mình lấy hơi ít. Mình cho thêm một miếng nữa nha. Đó, hay quá mọi người ơi. Rồi. Bây giờ Hương đã cho serum HA vào trong ống nghiệm này rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng ngồi chờ 3 tiếng. 3 tiếng. Bác nói đùa thôi chứ thật ra thì để đỡ mất thời gian của mọi người cũng như là của Hương thì bác đã chuẩn bị sẵn. Dạ. Thì ở đây em nghe mừng quá chứ ngồi đã 3 tiếng em biết nói gì luôn bác sĩ. Thì ở đây hai cái ống nghiệm mọi người cũng như là Hương thử đoán xem là ống nghiệm nào sẽ chứa HA 1,5% nha. Theo em nghĩ là em không đoán luôn, chắc chắn là ống này luôn. Tại vì sao? Tại vì HA là cấp ẩm mà, cho nên rõ ràng là da mình sẽ căng như mấy cái hạt này luôn đó mọi người. Thì Hương chọn đúng rồi đó. Dạ. Những cái hạt nổi này tượng trưng cho làn da của chúng ta, khi mà cấp nước đủ độ ẩm thì nó sẽ căng bóng và nó mịn hơn. Đó là khi mà các bạn mà sử dụng sản phẩm serum chứa HA thì da của các bạn sẽ căng giống như những cái hạt nở mà được nở bự như thế này. Còn nếu như mình không xài là da mình sẽ rất là héo, rất là héo úa giống như những cái hạt nở bên này đó mọi người ạ. Ok, thì mọi người cũng đã thấy được những cái công dụng của HA rồi đúng không? Bây giờ thì Hương sẽ đọc câu hỏi của các bạn để không mất công mất mạng. Các bạn nói Hương nói quá mà Hương không có lâu quan tâm với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi của mọi người nha. Câu hỏi của chúng ta là bạn Hương Quân tên dễ thương của bác sĩ hỏi là serum HA ngoài cấp ẩm thì còn chức năng nào nữa không ạ? Thì trong thành phần của chai serum này ngoài HA thì còn có một cái thành phần khác nữa là vitamin C. Thì công dụng của nó là để làm sáng da. Thì sự kết hợp giữa HA và vitamin C thì còn được gọi là một cái sự kết hợp vàng. Bởi vì HA thì vừa cấp ẩm cho làn da, vừa giúp giảm những cái nếp nhăn. Đồng thời thì vitamin C sẽ làm cho da chúng ta sáng hơn. Là nếu như hồi nãy á, thực sự là Hương có đọc một câu hỏi của một bạn mà Hương chưa có kịp đọc lên. Đó là có bạn hỏi là chị ơi, bác sĩ ơi, có thể chia sẻ với tụi em cách để trắng da được không? Tại vì rất là nhiều bạn muốn là da mình sẽ sáng lên, nó sáng lên từng ngày. Thì như bác sĩ nói thì nếu các bạn sử dụng serum HA thì da của các bạn sẽ sáng lên nhờ có thành phần có vitamin C đúng không ạ? Đúng rồi, vitamin C. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ đọc tiếp một câu hỏi đó nha bác sĩ. Đây, em đang thấy có một câu hỏi như thế này đây. À, có một câu hỏi là bác sĩ ơi, nếu như da mẹ em đang bị lão hóa thì có sử dụng được sản phẩm này không ạ? Mẹ em tầm 45 tuổi. Thì đối với những phụ nữ mà bước vào cái giai đoạn lão hóa thì việc bổ sung những cái sản phẩm dưỡng da mà có thành phần là HA thì rất là tốt. Dạ. Bởi vì bản chất của quá trình lão hóa da là sự giảm HA và collagen. Khi mà chúng ta cung cấp đủ HA cho làn da thì cũng đồng nghĩa với việc là tạo một cái môi trường thuận lợi cũng như là cung cấp cái nguồn dinh dưỡng để những sợi collagen ở da của chúng ta tăng trưởng và phát triển. Nói ngắn gọn lại á, là nếu như mà da đang lão hóa thì càng nên sử dụng sản phẩm thì đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Dạ. Em mới nhớ ra là em chưa mua quà 20 tháng 10 tặng cho mẹ em nữa. Chắc là em phải mua một bộ sản phẩm để em tặng cho mẹ em thôi. Tại vì mẹ em cũng rất là yêu cái đẹp giống như em. Cũng rất là mong muốn mình sẽ trẻ hoài. Dạ. Thì bây giờ Hương xin phép được nhắc lại một lần nữa cho những bạn nào mà mình hoặc là đang chưa có biết được là mình sẽ tặng quà gì cho những người thân yêu của mình, những người phụ nữ yêu thương của mình nhân ngày 20 tháng 10. Thì các bạn biết không, hiện tại thế giới Skin Food đang có rất rất là nhiều deal cho ngày 20 tháng 10. Hương xin phép được nhắc lại nha. Nếu như các bạn mua một serum Lawrence HA thì các bạn sẽ được tặng ngay một áo thun cộng một mặt nạ nữa. Là mua một và tặng hai lần đó mọi người. Và giá thì rất là rẻ luôn, giảm từ 618.000 chỉ còn có 429.000 thôi. Và khi các bạn mua hai sản phẩm makeup tại Thế Giới Skin Food thì các bạn sẽ được tặng ngay một son. Và mua một kem dưỡng hoặc một serum bất kỳ thì mình sẽ được tặng ngay một áo thun Lawrence. Mua hai sản phẩm chăm sóc tóc thì mình sẽ được tặng ngay một gel nhuộm tóc. Và đặc biệt các bạn nhớ dùm Hương nha, chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng từ ngày 17 cho tới ngày 19 tháng 10 khi các bạn mua hàng tại Thế Giới Skin Food thôi. Vì vậy các bạn hãy nhanh tay, mình có thể mua online hoặc là mình đến cửa hàng để mình mua sản phẩm và nhận được ưu đãi nha. Hồi nãy giờ em và các bạn cũng đã nghe bác sĩ nói về cái sản phẩm serum HA này rất là nhiều rồi. Thì
bác sĩ có thể chia sẻ cho em và các bạn những cái cách mà gọi là sao ta, những cái cách mà sử dụng và những cái chip mà sử dụng được không ạ? Thật ra thì cách sử dụng HA thì rất là đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần sử dụng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối thôi. Khi mà cho một lượng HA vừa đủ lên trên da thì chúng ta nên vỗ nhẹ hoặc là massage nhẹ từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên để cho dưỡng chất được hấp thu tốt hơn. Dạ. À, kiểu như là mình sẽ massage như thế này ạ? Đúng rồi. Bên này, từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. À, là mình sẽ vừa giúp cho cái serum thấm vô nhanh mà giúp cho da mình căng ra luôn đúng không bác rồi. Đó là một cái tip rất là hay dành tặng cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ đọc comment. Để không các bạn lại nói là Hương không đọc comment của mọi người. Hương có đọc nhưng mọi người, tại vì Hương sẽ vừa chia sẻ thì Hương vừa đọc. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đọc một câu hỏi là bác sĩ ơi, em không biết sản phẩm serum HA của Lawrence có cồn không ạ? Thì sản phẩm này là không chứa cồn. Chỉ thành phần của nó chỉ gồm HA và vitamin C thôi. Bạn ơi, thì sản phẩm này xin được nhắc lại là không hề chứa cồn nha. Chỉ có HA và vitamin C thôi, rất là an toàn, lành tính và sử dụng được cho tất cả mọi loại da luôn. Đúng rồi. Không ạ? Ok, dạ bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là sản phẩm này em sử dụng chung với serum vitamin C được không ạ? Thì trong sản phẩm này nó cũng đã có vitamin C rồi, cho nên là em cũng không cần thiết phải sử dụng thêm cái sản phẩm khác mà có chứa vitamin C nữa đâu. Dạ. Em có thấy một câu hỏi rất là hay, là câu hỏi về tình trạng chung của rất là nhiều bạn đang trong cái độ tuổi mới lớn như Hương. Đó là bạn hỏi là bác sĩ ơi, em đang bị mụn thì có dùng HA được không ạ? Bác sĩ tư vấn cho em với. Thì bất kỳ loại da nào, dù là da dầu hay là da khô hay là đang bị mụn thì cũng cần phải dưỡng ẩm. Dạ. Là nếu mà da bạn đang mụn á thì bạn cũng nên sử dụng HA. Thì cái này là một cái kinh nghiệm của Hương thôi, chia sẻ thôi nha. Thật sự là da mụn mà là do mình đổ dầu nhiều xong mình sinh ra mụn, mà đổ dầu nhiều là do bị thiếu ẩm đó mọi người, cho nên là càng phải cấp ẩm cho da mụn ấy nha. Ok, thì bây giờ thì dạ em có thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi như là của em. Thì em thắc mắc đó là mình không biết là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm serum HA này vào cái bước nào. Tại vì hồi nãy em cũng có chia sẻ với bác sĩ những cái bước skincare của em rồi đó. Thì bác sĩ có thể cho em biết là mình sẽ sử dụng những bước nào được không ạ? Thì những cái bước skincare mà Hương vừa làm thì hay làm ở nhà thì nó cũng tương đối đúng rồi. Dạ. Thì cái serum HA này mình nên sử dụng là sau cái bước rửa mặt hoặc là toner. Dạ. Là sau khi mà em xài toner xong thì em sẽ thoa serum và massage. Đúng rồi. Dạ rồi. Để các bạn nhớ nha, các bạn nhớ cùng Hương mình sẽ sử dụng serum HA sau khi mà các bạn rửa mặt và xài toner nha. Ok, và sẵn đây thì một người rất là cường make up như Hương, cường trang điểm giống như Hương, thì Hương cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái tip mà Hương chưa bao giờ chia sẻ với ai hết luôn. Và cái này phải nói là rất rất là hiệu quả luôn cho bạn nào mà thích mà kiểu trang điểm trong suốt tự nhiên mà với một lớp nền màu hoàn hảo luôn á. Đó là khi mà các bạn mình sử dụng cái sản phẩm là serum HA mình mix chung với kem nền đó, thì các bạn sẽ có một cái lớp nền mỏng nhẹ và không bao giờ bị mốc. Đó là những cái bí kíp của Hương, mà khi các bạn biết không, có nhiều khi Hương phải đi quay á, Hương quay tới 2-3 ngày 48 tiếng Hương không nghỉ, thì Hương cái lớp nền của Hương nó phải thật sự là rất là bền, rất là chặt, thì Hương mới không phải tốn thời gian để trang điểm lại. Cho nên bây giờ Hương sẽ thí nghiệm các bạn coi, đây là thí nghiệm của Hương. Bây giờ Hương sẽ mix một ít kem nền nha mọi người, một ít kem nền. Và mọi người nhớ, mọi người phải lưu ý, mọi người ghi nhớ cái tip này nha, nó thật là rất là hay luôn á. Một chút xíu kem nền nè. Đó. Sau đó mình sẽ mix chung với chai này. Chai này chưa khui. Sorry mọi người. Ok, mình sẽ mix chung với một ít serum. Ít serum nha. Ok, ít serum. Sau đó thì các bạn sẽ có thể mix bằng tay, hoặc là nếu mà mình có cọ thì mình cũng mix được luôn. Đây các bạn mix bằng thân thường dùng tay thôi. Nhớ rửa sạch tay nha mọi người. Ok, các bạn sẽ mix lên như thế này. Trời ơi mọi người ơi. Đó, không biết mọi người có cảm nhận được không, nhưng mà Hương cảm nhận được á, là khi mà Hương mix lên như thế này á thì cái độ bám của nền nó cũng tốt hơn, và cái nền của Hương thì nó cũng không có khô và rất là mượt ẩm miệng đó mọi người. Để Hương mix lên là Hương tán cho mọi người xem nha. Rất là mịn màng luôn, nền rất là đẹp luôn. Đây, mọi người đợi một chút xíu nha, Hương sẽ tán cái nền ra.
bạn biết không, đây là một cái tip mà phải nói là cực kỳ hay luôn cho các bạn khi mà các bạn muốn có một cái lớp nền mà gọi là lâu trôi rồi full che phủ nhưng mà vẫn rất là mỏng nhẹ đây, không bao giờ bao, không bao giờ bị móc và bể nền luôn. Thì các bạn thấy không, đây là cái tay của Hương, hai bên tay, một tay là đã sử dụng kem nền và serum mist chung và một tay thì không có gì. Các bạn thấy không, rất là nhìn rất là bóng và căng miệng đúng không mọi người. Nếu mà Hương sử dụng foundation không thì chắc chắn sẽ không bao giờ đem lại cái hiệu quả giống như vậy được. Đó là một cái tip của Hương đó. Nếu mà bạn nào mà mình hay makeup thì mình nên ghi nhớ điều này để sau này mà mình khi mà mình trang điểm thì mình nhớ là mình trước khi mà mình đánh nền thì mình mix một giọt serum chung với kem nền thì sẽ rất là ok luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đến với phần đặt comment tiếp cho bác sĩ, đặt comment để trả lời tiếp. À, mọi người ơi, mọi người đừng có tắt livestream nha, tại vì sao Hương chưa có công bố quà đâu và mọi người cứ đặt thêm câu hỏi cho Hương đi, tại vì phần quà của chúng ta rất là giá trị, lên tới 2 triệu vẫn còn đây ở trên bàn của Hương. Đó, thì tới cuối livestream thì Hương sẽ công bố và Hương sẽ tặng thêm quà nữa, cho nên là mọi người hãy ở lại coi livestream tiếp nha. Bây giờ mình sẽ tới cái phần mà đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi của mọi người. Các bạn Huỳnh Kim Hải dễ thương quá, cảm ơn Huỳnh Kim Hải nhiều nha. Rồi, bây giờ Hương sẽ đọc câu hỏi đây. Câu hỏi là: bác sĩ ơi, bạn Lam Lim hỏi là: bác sĩ ơi, em bị nám với mẹ em, da bị nám với không đều màu và có nếp nhăn ở khóe miệng thì có dùng được không ạ? Thì cái sản phẩm này thì da nám với lại không đều màu là dùng là rất là hợp lý luôn. Tại vì giúp dưỡng ẩm cho làn da, ngoài ra còn có cái thành phần là vitamin C có thể làm sáng da hơn. Rồi những cái nếp nhăn thì có thể làm, do nãy bác có nói là HA có thể là một cái môi trường HA là một cái môi trường thuận lợi mà giúp cho collagen tăng sinh và phát triển á. Vì dạ, thế là nó làm giảm những cái nếp nhăn. Dạ em hiểu rồi. Hình như là hồi đó giờ em có nghe nói một cái thông tin là collagen thì mình không có kiểu như mình không có bôi trực tiếp lên da được, đúng không bác sĩ? Đúng rồi, tại vì HA thì collagen thì không thể nào mà tự nó tăng sinh và phát triển được. Dạ, cho nên là bôi trên da thì không thể nào mà kích thích nó tăng sinh từ bên trong được. Dạ, nhưng mà khi mình sử dụng HA thì nó sẽ giúp mình da mình tổng hợp ra collagen, đúng không thì ạ? Thì nãy bác có nói là HA nó giống như là một cái nguồn dinh dưỡng để nuôi dưỡng collagen vậy đó. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của bác sĩ và cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ có câu hỏi tiếp theo đây. Câu hỏi này là: em ngồi máy lạnh nhiều nên da khô, em dùng kem dưỡng ẩm rất nhiều nhưng da vẫn không cải thiện được thì dùng thêm HA thì có ok hơn không ạ? Thì da khô là nguyên nhân cũng có thể là do HA, do thiếu HA. Dạ, vì thế là nên bổ sung HA vào da. Có thể là bạn dưỡng ẩm chưa đủ cho nên là da bạn nó bị khô, cho nên là cần bổ sung HA với cái lượng vừa đủ. Dạ, thì nó sẽ giúp cho da đỡ khô hơn. Dạ, em hiểu rồi. Thì bạn nhất định là phải sử dụng thêm HA nha, tại vì da bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều đó. Và bây giờ mình sẽ có một câu hỏi rất là hay nữa. Một câu hỏi đến từ chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Xài serum này bên dưới rồi dùng những sản phẩm đặc trị được không? Thì theo như những cái bước mà chăm sóc da đúng cách là sau khi mình rửa sạch mặt rồi dùng những cái sản phẩm đặc trị, ví dụ như là kem trị mụn hay là những cái thuốc trị mụn, thì sau đó đến HA và sau đó nữa là đến chống nắng. Có một câu hỏi nữa cũng rất là hay á bác sĩ. Chị Quỳnh Lu hỏi là HA này có kết hợp được với các serum khác không ạ? Thì có thể kết hợp, nhưng mà đối với những cái bước dưỡng da thì chỉ cần bổ sung HA là đã đủ. Thì nói chung là các bạn cứ đặt thêm thật là nhiều câu hỏi đi, tại vì với mỗi câu hỏi của các bạn sẽ tương ứng với cơ hội các bạn sẽ nhận được phần quà rất là giá trị đến từ cửa hàng Lawrence Paris, trị giá lên tới 2 triệu đồng nữa đó mọi người. Các bạn hãy đặt thật là nhiều câu hỏi nha, để Hương có thể nhờ bác sĩ tư vấn cho mọi người, cũng như là cơ hội nhận quà của các bạn sẽ cao hơn. Ok, em thấy có một câu hỏi nữa là giống em, dạo này là thường thường em cũng hay bị kiểu em đi nắng hay là em đi quay về nhiều á, da em hay bị sạm á bác sĩ. Thì bạn ấy hỏi giống em là dạo này da em bị sẫm màu và khô quá, dùng serum này có cải thiện được không? Thì nguyên nhân của da bị khô là do thiếu HA, còn nguyên nhân mà làm cho da bị sẫm màu là do ánh nắng mặt trời. Dạ, vì thế thì chúng ta nên cấp ẩm đủ cho làn da vì nó cũng làm phục hồi những cái thương tổn, và đồng thời chúng ta nên kết hợp kem chống nắng. Là mình phải chống nắng đúng không? Đúng rồi, kết hợp chống nắng. Chống nắng dùng sau cái bước dưỡng ẩm. Dạ, ok, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Và có một câu hỏi nữa em thấy là của chị Huyền Lâm gửi đến cho bác sĩ, đó là: bác sĩ ơi, sản phẩm này dùng ở độ tuổi nào là tốt nhất?
Như hồi nãy bác đã chia sẻ thì nên dùng từ 20 tuổi trở đi là sẽ tốt nhất. Dạ. Chứ không đợi khi mà trên da xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa thì chúng ta mới dùng. Dạ. Em cũng nghĩ là đúng là như vậy luôn á. Tại thật sự là em thấy là giống như mình phòng bệnh hơn mình trị bệnh đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Em như em thấy em có cái chân kim đây là em phải mua liền, em xài mỗi ngày rồi đó. Chứ không là em phải già bữa thì em già dữ lắm. Em buồn thật sự luôn. Ok thì có một câu hỏi nữa của bạn Hồ Vi. Rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Hương và bác sĩ. Bác sĩ ơi, HA có trị thâm và thu nhỏ lỗ chân lông không ạ? Thì như lúc nãy bác cũng đã nói luôn thì HA là giống như là một cái môi trường để cho collagen tăng sinh và phát triển. Thì vì vậy mà khi collagen tăng sinh phát triển thì làm sẽ có tác dụng là thu nhỏ những cái lỗ chân lông, làm lỗ chân lông của chúng ta nhỏ hơn, trông nhỏ hơn. Còn trị thâm thì trong cái sản phẩm mà lúc nãy bác tặng cho Hương là có cái thành phần vitamin C, cho nên là chúng ta cần bổ sung vitamin C. Wow. Để cho sáng da hơn. Vậy là chỉ với một loại serum như vậy thôi thì các bạn sẽ vừa được cấp ẩm cho da, vừa thu nhỏ lỗ chân lông lại và làm sáng da luôn. Thì tại sao mình không mua, đúng không? Và sẵn tiện đây á, thì Hương xin được phép chia sẻ với mọi người lại một lần nữa là những cái deal, những cái khuyến mãi mà khi các bạn mua hàng tại Thế Giới Skin Food nhân dịp 20 tháng 10, đặc biệt là dịp 20 tháng 10 thì các bạn sẽ được nhận nha. Khi các bạn mua một chai serum Lawrence như là Hương đang cầm trên tay đây, serum HA, thì các bạn sẽ được tặng ngay một áo thun Lawrence cộng thêm một mặt nạ nữa với giá cực kỳ sốc luôn, từ 618.000 nha mọi người, giảm chỉ còn có 429.000 thôi, giảm rất là mạnh. Vì vậy đó, bạn nào mà mình muốn mua ngay một sản phẩm, một chai serum HA này để tặng cho người thân của mình, tặng cho mẹ mình, tặng cho bạn mình, thì mình hãy nhân cơ hội này mình mua đi. Tại vì sao? Tại vì mình được tặng thêm một áo thun cho mình nữa. Nhiều khi mình lấy áo thun mặc cũng được, và thêm một mặt nạ nữa đó mọi người. Và giá thì rất là tốt luôn. Và tiếp theo là khi các bạn mua hai sản phẩm makeup tại Thế Giới Skin Food thì các bạn sẽ được tặng ngay một son. Và khi các bạn mua một kem dưỡng hoặc một serum bất kỳ thì các bạn sẽ được tặng ngay một áo thun Lawrence. Mua hai sản phẩm chăm sóc tóc thì các bạn sẽ được tặng ngay một treo nhuộm tóc. Hương xin nhắc lại một lần nữa, các bạn ơi, các bạn đừng quên là tất cả những cái khuyến mãi mà từ nãy tới giờ Hương chia sẻ với mọi người á, chỉ diễn ra từ ngày 17 cho tới ngày 19 tháng 10 thôi. Nếu mà các bạn đợi tới ngày 20 tháng 10 các bạn đi mua là không có kịp nữa. Cho nên là bây giờ mình hãy, một là các bạn đến cửa hàng Thế Giới Skin Food mình mua ngay, hoặc là mình lên trên trang web của Thế Giới Skin Food và mình đặt ngay để mình nhận được ưu đãi nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình dạ chắc em xin phép được đặt thêm một hai câu hỏi nữa nha bác sĩ. Bây giờ Hương sẽ đặt thêm câu hỏi của mọi người nữa. Và các bạn đừng có quên là đặt câu hỏi cho Hương và bác sĩ nha. Tại vì sao mình phải đặt câu hỏi thật là nhiều để mình gọi là sao ta, mình sưu tầm, mình học về những cái bí kíp để mình có một cái làn da đẹp trẻ hơn tuổi thật của mình, đúng không mọi người? Dạ, em thấy có câu hỏi này hay lắm nè. Bé Su hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, một tuần dùng bao nhiêu lần thì tốt nhất? Thì serum HA chúng ta nên dùng 2 lần một ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Mà dùng càng nhiều ngày thì càng tốt, chứ không phải là một tuần dùng một lần. Chúng ta nên dùng hàng ngày, mỗi ngày luôn. Dạ. Một ngày 2 lần sáng tối nha bạn. Dạ, câu hỏi tiếp theo là của bạn Hường Kun. Bạn Hường Kun hỏi là da nhạy cảm sử dụng thì có an toàn hay không thưa bác sĩ? Vì HA là một cái thành phần lành tính và nó cũng có sẵn trong cơ thể của chúng ta. Cho nên dạ, là khi mà bổ sung HA thì hoàn toàn lành tính đối với mọi loại da. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Đó thì các bạn cũng nghe rồi đó, cực kỳ lành tính luôn. Tại vì HA có sẵn trong cơ thể của mình rồi mà. Cho nên là tất nhiên là sẽ rất là an toàn. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của Việt. Hello Việt. Da nhờn thì có sử dụng được không ạ? Với lại một tuần mình sử dụng bao nhiêu lần là tốt nhất? Thì đối với là sử dụng bao nhiêu lần thì như nãy bác có nói là sử dụng mỗi ngày vào 2 lần sáng và tối. Còn da nhờn thì cần phải càng phải bổ sung HA vào. Bởi vì khi mà cái độ ẩm nó lớn hơn cái độ nhờn trên da thì nó sẽ tốt hơn và giúp cho da nó căng mịn hơn. Cái câu hỏi này Hương nghĩ là của tất cả những bạn nào mà là nam đang theo dõi livestream này đều có chung một câu hỏi giống như bạn Hoàng Vũ, là đàn ông con trai có xài được không ạ? Lúc nãy bác cũng đã chia sẻ với một bạn kia là dù là nam hay nữ thì vẫn có thể dùng cái sản phẩm này, vẫn cần phải bổ sung HA vào. Hương xin phép bác sĩ trả lời rồi, nhưng Hương xin phép được nhấn mạnh lại nha Hoàng Vũ. Hoàng Vũ phải mua xài ngay đi, tại vì Hoàng Vũ cũng phải, cứ dùng con trai hay con gái gì cũng phải đẹp hết. Thí dụ như mà mình đang FA hay có bồ gì cũng phải đẹp hết. Cho nên là tại sao mình không mua, đúng không nè? Ai yêu cái đẹp thì nên mua về để mình chăm sóc và dưỡng ẩm cho da ngay từ bây giờ. Ok, thì mình sẽ có một câu hỏi tiếp theo nữa đến từ bạn Sunny.
em đang trị mụn có dùng HA này được không ạ? Thì khi mà đang bị mụn tức là da của chúng ta nó đang tổn thương, cũng rất cần phải dưỡng ẩm để bổ sung HA vào da, thì lúc đó là giúp phục hồi những cái hư tổn trên da, đồng thời cũng cung cấp đủ độ ẩm cho làn da thì giúp cho da chúng ta khỏe hơn. Song song bên đó thì cũng cần kết hợp với những cái biện pháp, những cái điều trị mụn như là thuốc trị mụn hay là thuốc, những cái thuốc thoa trị mụn. Nói chung là da mụn hoặc là những bạn nào đang trong độ tuổi dậy thì trên 20 tuổi đều có thể sử dụng sản phẩm serum HA được hết nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ công bố nha mọi người. Mình đến với một cái màn công bố mini game. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Hương xin được phép công bố nha. Mọi người có hồi hộp không? Hương đang đợi kết quả nè. Hương đang đợi kết quả nè mọi người ơi. Hương đang đợi kết quả đây, phần quà của chúng ta. Một phần quà cực kỳ giá trị luôn. Phần quà đến từ Florence Paris with Love. Đây mọi người. Bên trong này, trời ơi, Hương nói thật là Hương rất là thích cái này nha. Không biết Hương có thể xin một bộ được không? Thật sự rất là thích luôn. Đây, ở bên trong mọi người thấy không? Có 4 chai serum nha. Đây, một bộ sản phẩm như thế này rất là đẹp, trị giá 2 triệu nha. Xin chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn Hoàng Vũ đã trúng phần quà này nha Hoàng Vũ. Rất là cảm ơn Hoàng Vũ và cảm ơn các bạn đã tham gia mini game. Xin chúc mừng Hoàng Vũ nha. Hoàng Vũ đã trúng phần quà này. Giá xe cho Hương với nha Hoàng Vũ. Ok, thì mọi người ơi, thì hôm nay thật sự là rất là vui khi được ngồi đây chia sẻ với mọi người những cái chia sẻ với mọi người và được nghe bác sĩ Tuyền tư vấn về những cái cách mà mình chăm sóc da, những cái cách làm đẹp và để cho tất cả mọi người đều có thể trẻ mãi không già, hắc tuổi. Và Hương xin phép được nhắc lại một lần nữa một chút xíu trước khi mà Hương và bác sĩ Tuyền chào tạm biệt mọi người. Hương xin phép được nhắc lại với mọi người một chút xíu nữa về những deal ngày 20 tháng 10 mà các bạn có thể được nhận để mà mình gọi là sao ta, mình có thể đi mua quà ngay bây giờ nha mọi người, ngay bây giờ, tại vì hôm nay là ngày 18 rồi, chúng ta đâu còn bao nhiêu ngày nữa đâu, là tới ngày 20 tháng 10 rồi. Và các bạn biết là nửa thế giới yêu thương của chúng ta ở nhà thì đang đợi quà của mọi người, cho nên là mọi người hãy đến ngay Thế Giới Skin Food để mình mua quà và nhận được rất là nhiều ưu đãi. Hương xin được phép nhắc lại nha, khi các bạn mua một sản phẩm serum Lawrence HA như thế này, đây Hương đang cầm trên tay đây, thì mọi người sẽ được nhận ngay một áo thun Lawrence và một mặt nạ. Và giá giảm rất sốc luôn, từ 618.000 chỉ còn có 429.000 thôi đó mọi người. Rẻ quá, lát nữa Hương sẽ mua 2 chai tặng mẹ Hương luôn. Ok, và tiếp theo, khi các bạn mua 2 sản phẩm makeup tại Thế Giới Skin Food thì các bạn sẽ được tặng ngay một son. Các bạn mua sản phẩm kem dưỡng hoặc serum bất kỳ nào cũng được luôn, mình đều được tặng ngay một áo thun của Lauren. Và khi các bạn mua 2 sản phẩm chăm sóc tóc tại Thế Giới Skin Food thì các bạn sẽ được nhận ngay một gel nhuộm tóc nha mọi người. Và Hương xin nhấn mạnh lại là những cái ưu đãi thì nãy tới giờ Hương nói với các bạn đó, chỉ diễn ra từ ngày 17, là hôm nay 18 rồi đó, chỉ còn ngày 18 tới ngày 19 là ngày mai, hôm nay và ngày mai nữa thôi, tháng 10 thôi. Cho nên đó, ngày mai là ngày 19 rồi, các bạn hãy nhanh mình đến Thế Giới Skin Food hoặc là mình lên trên website của Thế Giới Skin Food để các bạn mua ngay một chai serum giống như Hương vậy nè. Mình sẽ về tặng cho những người yêu thương của mình, những người phụ nữ yêu thương của mình, tặng cho mẹ mình, tặng cho chị hay là tặng cho bạn mình đều được hết. Và nếu được thì tặng cho Hương cũng được. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, hôm nay thì em rất là cảm ơn bác sĩ Tuyền đã đến đây để chia sẻ cho các bạn về những cái bí kíp chăm sóc da. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của Hương. Thì danh sách những bạn nào mà trúng gift card Hương sẽ công bố sau khi kết thúc livestream này. Và các bạn có thể theo dõi lại livestream để xem mình có là người may mắn trúng được gift card đến từ Thế Giới Kinh không nha. Cảm ơn mọi người thì đã theo dõi từ đầu buổi tới bây giờ, hy vọng mọi người sẽ nhận được quà. Hương và bác sĩ Tuyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở những livestream tiếp theo.